Lê Khôi Audio xin kính chào tất cả anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của Khôi. Tiếp tục những cái món hàng độc đáo phục vụ anh em cho Audio. Hôm nay Khôi đã ship về được một con âm ly mà Khôi hay còn gọi là nhỏ nhất thế giới anh em nha. Đó là Eco. Thì cái model hôm nay Khôi giới thiệu là 3070. Thì thực ra cái con này những anh em nào mà đã đăng ký kênh YouTube của Khôi và đã theo dõi thì đã biết tới. Là cái con này Khôi cũng đã bán nhiều con rồi nha, nhiều lần rồi. Thì nó rất là đặc biệt nha, không chỉ về cái ngoại hình mà nó còn cả đặc biệt về chất âm. Mà người chơi hay thường nói là lực sĩ tí hon anh em nha. Rồi thì bây giờ Khôi sẽ giới thiệu chi tiết với anh em. Thì đây Khôi sẽ quay cái ngoại hình của anh em cho nó anh em ha. Con này thì nó về sao để vậy anh em. Nên Khôi cái này không có chỉnh sửa gì hết nha. Cái nắp này là nắp sắt sơn giả da nè. Thì nó được thiết kế rất là đẹp, chia làm hai hàng anh em nha. Đây có đưa máy gần hơn anh em cùng xem này. Thì trên này là các cái núm chức năng nha, còn ở dưới là các cái phím nha, volume low nét này, mono CT này, rồi các cái núm cơ bản như vậy nha. Rồi thì đây Khôi sẽ nói tiếp về cái phần đích của nó ha. Thì nó được còn được thiết kế là đến hai cặp loa anh em ha, hai cặp loa. Và cũng được thiết kế là rất là chi tiết nè. Thì cầu chì nguồn này ha, cầu chì bảo vệ loa này có đầy đủ anh em nha. Nó đảm bảo được cái đồ là bảo, không phải là bảo mật mà gọi là gì ta, là cái bảo vệ loa. Bảo vệ loa nói chung là được thiết kế rất là tỉ mỉ và công phu nha. Rồi ok, xong cái phần này Khôi sẽ nói về cái phần ruột cam bên nó, anh em cùng xem tiếp. Đây anh em, thì Khôi đã tháo cái nắp nó ra rồi để anh em cùng xem cái phần ruột gan của nó anh em ha. Toàn bộ là linh kiện rất là cao cấp anh em, cực kỳ cao cấp luôn ha. Anh em thấy này ha, toàn là tù này, tù vàng này, tù xanh ha. Thì hai cái mặt nó như nhau. Đây anh em, vẫn đến sò sắt RCA anh em ha. Con này là sò nghé, nhưng mà quan trọng nhất là anh em nhìn này, toàn bộ những cái linh kiện rất là cao cấp, cực kỳ cao cấp luôn. Nhìn cái tù này là ăn điểm rồi, anh em thấy cái nguồn này rất là to ha. Rồi Khôi đã tháo cái nắp sắt nó ra rồi anh em ha, để anh em xem được cái phần ruột gan bên trong. Thì Khôi sẽ quay từ trên cao xuống anh em xem nè ha. Linh kiện rất là dày đặc anh em, rất là dày đặc. Thì đầu tiên anh em nhìn này, cái nguồn rất là to ha. Cái nguồn này được thiết kế sâu xuống, có nghĩa là nó nằm giữa cái máy. Đây, nó nằm giữa cái máy ha. Tí nữa Khôi sẽ tháo cái mặt dưới ra. Thì cái con này đặc biệt á, là thiết kế là hai mặt như nhau luôn. Cái mặt dưới thì cùng linh kiện như vậy. Cùng là sò. Đây, đầu tiên là hai con sò sắt RCA này anh em ha. Rồi ở dưới có hai con nữa thì cô sẽ tháo nó lên, lật mặt dưới anh em cùng xem. Thì đây anh em nhìn toàn là tù không à, tù vàng này, tù xanh này. Toàn bộ là linh kiện rất là cao cấp ha. Những cái đồ mỹ này là đúng đúng là đồ mỹ, nhìn rất là đẹp, rất đặc biệt ha. Mới nhìn thôi mình thấy đã đủ thấy hay rồi, không cần nghe anh em ha. Nhìn vậy là biết nó hay rồi chứ không cần nghe. Thì Khôi quên nói là cái con này nó chỉ có là size có hai mấy thôi anh em ha, cho 30 thôi ha. Nó size rất là nhỏ nên anh em đừng có hỏi cái size nha. Đã nói là âm ly nhỏ nhất thế giới rồi thì mình không quan tâm đến cái size nữa nha. Rồi bây giờ Khôi sẽ lật luôn cái mặt dưới để anh em cùng xem nha. Đây anh em, đây là cái mặt dưới này, mặt dưới nó cũng giống như mặt trên luôn ha, cùng là ba cái bo này, cùng tù này ha. Nó y chang nhau nha, thì nó cũng là hai con sò sắt RCA đó. Bên này cũng thêm một cái tù đen nữa. Nói chung là linh kiện dày đặc ha, toàn đồ cao cấp thật là khủng khiếp luôn anh em. Các cái con này là con RCA luôn này, chân vàng anh em này, anh em nhìn kỹ ha. Đây Khôi đang zoom máy anh em xem này, đó do hãng RCA sản xuất ha, gọi là mấy cái con transistor ba chân đó nha. Rồi ok, thì máy móc thì nguyên bản nguyên zin, hoạt động rất là chất âm rất là hay. Tại vì Khôi đã bán rất là nhiều lần rồi, nên là Khôi đã nghe qua cái con này ghép được nhiều loa rồi, thì cho chất âm vô cùng ấn tượng anh em nhé. Rồi ok, phần cuối thì Khôi sẽ test cái chất âm để anh em cùng nghe thử, và Khôi sẽ đánh luôn một cái cặp loa cổ bát ba tấc luôn, để anh em cùng nghe luôn ha, để anh em biết được cái chất âm cũng như là cái độ mạnh của nó ha, rất là mạnh mẽ. Rồi thì cái mức giá cho con này nó cũng khá cao so với những cái con trước nha.
Thì những cái con trước khối bán nó chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà cái con hôm nay nó về cao thì khối bán cao. 7 triệu bao ship anh em nhé. 7 triệu bao ship. Anh em nào thực sự quan tâm thì hãy liên hệ alo trực tiếp cho Lê Khoa Đô để mình cùng trao đổi, mình giao lưu. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ test chất âm, anh em cùng nghe thử. Cho biết sao đêm dài cho quen với nồng cây, yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy, sông mực xanh còn đây hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn. Anh mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đừng bằng nước mắt không cho đây hai chữ tình yêu, vẫn hương nồng anh xem tựa tấm áo đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo thuyền yêu đương thường dễ đứng khiến bao chiều trên bến tịch liêu, vẫn con tàu sân ga thường heo hắt. Vắng đưa nhau về nay đơn bóng đường khuya, khi vui thấy trăng không mờ lòng buồn nên trăng rồi. Khôi xin phép kết thúc clip test ở đây, tại vì cái con này thì nó quá hay rồi anh em. Khôi rất là thích nó, nó nhỏ nhưng mà nó nội công rất là thâm hậu, và quan trọng nhất là cái chất âm nó rất là hay.
thì con này dám nói với anh em có khả năng đánh tốt cả AR2 nha. Nhưng mà hay là ở một khía cạnh mà gọi là độc đáo nha. Rồi thì cái mức giá là 7 triệu đồng bao ship. Thì anh em nào thật sự yêu thích những cái món đồ độc đáo, những cái món đồ sưu tầm này thì hãy liên hệ với Khôi để sưu tầm con này. Cuối cùng thì chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của Khôi để cập nhật thêm nhiều sản phẩm khác mà Khôi đã update hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.